có vẻ là người ngoài nhìn vào người thấy là thì cuộc đời có vẻ là quá ưu đãi đối với cô này. Thế còn từ mình là người trong cuộc đi, mình mới thấu hiểu được những cái chuyện mà người ngoài có thể không biết, thì nó có những cái gì mà ta tạm coi có thể coi như là những cái thất bại hay những cái cú sốc nào nó đã đến với Trang khi mà nó xuất hiện trên cái đường đời của mình, một đường đời mà cho đến thời điểm đó nó vẫn đang rất là phẳng lặng. Cái ký ức mà nó không vui em cũng xếp xó nó lại chứ em không có bao giờ lục lại nó để chiêm nghiệm làm gì, hầu như là không có đó anh. Tại vì một phần cái cơ bản cái con người em thì sao cũng được á. Đối với em thì nếu như mà em không nhận được cái vai diễn đó để em kiếm tiền thì ba mẹ cũng nuôi em. Ba mẹ cũng lo cho em. Cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà em đi làm nghề, mẹ dặn luôn luôn lúc nào cũng là ma bắt thì coi mặt người ta. Cho nên là mình phải thể hiện như thế nào thì người ta mới ăn hiếp mình. Mình phải như thế nào, quỵ lị như thế nào thì người ta mới có cái cơ hội để người ta chèn ép mình hoặc là người ta lợi dụng mình. Cho nên là Trang ngày xưa cái tính Trang thì khẳng khái lắm, bản lĩnh mà. Chỉ là không có lập trường thôi anh. Ai nói làm sao cũng nghe theo được hết. Nhưng mà chị rất là bản lĩnh. Cái vai diễn đầu tiên đến có duyên với em như thế nào, ngày hôm nay em sẽ kể. Trời ơi, ngày xưa đối với mình là cái việc học là cao cả lắm. Thành ra là ai rủ đi phim cũng không đi. Không, không đi đâu, phải học cho xong cái đã. Thành ra là cái đợt đó là cái đợt phim đam mê casting. Thì đáng lẽ ra cái vai diễn đó là của chị Lê Phương à, nhưng mà chị Lê Phương lại bận cái phim Ký túc xá thì phải. Cho nên là chị không có tham gia được cái phim này. Và gần tới ngày quay rồi, bây giờ không còn ai nữa hết. Thì bây giờ buộc lòng là cái anh trợ lý đạo diễn phải đi tìm diễn viên trong trường. Thì vô ảnh ngồi quán cà phê ở trong trường đó, ảnh địa hết cô này tới cô kia. Xong cái ảnh địa tới mình. Xong cái anh nói là em ơi đi casting nha. Nó thôi anh ơi, em còn học, em không có casting đâu. Xong cái ảnh năn nỉ mình. Đi mà anh thấy là em được lắm, em cứ casting vai này đi. Nó, không, em không cast, ngày hôm đó em bận học này học kia rồi. Xong cái lần hôm sau nữa, anh cũng quay lại trường. Em đi cast đi, anh chắc chắn em chỉ cần tới gặp đạo diễn thôi là em sẽ được cái vai diễn này. Mình cũng sợ chứ, cha này, sao mà được liền được. Trong khi mình chưa có học gì hết, mình biết gì đâu mà mình cast. Xong cái ảnh gặp mình cũng không đi. Anh nói là ngày hôm đó, giờ đó, anh tới anh chở em đi. Tại lúc đó Trang cũng không có xe đi nữa. Xong cái, ok, ba lần nhất quá tam ba bận đâu, không lẽ giờ từ chối người ta nữa. Thế là anh tới trường, anh chở em tới Túc quận 9, ngày xưa là phim trường của Vifa phim nha. Thì là casting gặp chú Đinh Đức Liêm và diễn cùng với là anh phó đạo diễn là anh Nam. Nói trời ơi, sao bạn diễn của mình gì xấu dữ vậy ta, sao mà mình diễn. Chú nói là sẽ cast mình hai phân đoạn, một phân đoạn vui và phân đoạn buồn. Xin chú thôi cast phân đoạn vui trước nha chú. Mình vô mình diễn, mình biết mình diễn cái gì luôn, mình có học gì đâu. Xong rồi mình vô mình diễn phân đoạn vui, xong cái tới phân đoạn buồn phải khóc. Mình ra mình nói anh ơi em không cát nữa đâu, giờ em đi về, em chở em về đi, em không cát nữa, em không khóc được, em không có làm được đâu. Anh nói trời ơi, anh năn nỉ, thiếu điều năn nỉ mình luôn. Thế là em vô em cũng diễn mà em cứ trơ trơ ra, em không khóc được. Nhưng mà là chú thấy là mình, chú có thể chỉ cho mình, chú có thể dạy cho mình được, thành ra là chú mới nhận mình. Thì em rất là cảm ơn anh trợ lý đạo diễn. Nhưng mà một phần anh biết là tại sao mà ảnh lại hết lòng với em vậy, là tại vì trước đó là em đã chửi ảnh rất là nhiều. Là em với lại hai đứa bạn thân nữa đi quần chúng cho phim Duyên Trần Thoát Tục. Một ngày quay như vậy là 50.000. Nhưng mà xong rồi tới gần ngày quay, không ai báo địa điểm quay, cũng không ai báo là mặc trang phục làm sao như thế nào. Xong cái mình gọi điện thoại cho ảnh, mình nói là anh, tụi em mới vô trường thôi, anh không có được đối xử với tụi em như vậy. Anh làm như vậy rồi sau này sao mà tụi em dám hợp tác với anh được. Rất là cá tính đúng không? Em nói rất là nhiều luôn. Thế là anh nói anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ngày hôm sau là anh xuống là anh hốt ba đứa đi. Mình hào hứng đi quay, mình được quạt cho vua. Hy vọng là mình sẽ được vô khung hình. Nhưng mà hả, cái khung hình lấy là lẹm nửa mặt em. Chỉ thấy mặt bạn kia và cái mặt bạn bê nước thôi, là không thấy cái mặt của em luôn. Thì thật sự là phim ra mình cũng cảm thấy buồn lắm, là tại vì không có thấy mình. Thì đó, ảnh mới cảm thấy là ảnh có lỗi với tụi em. Cho nên là quyết tâm là kỳ này giờ anh phải giúp em để em có cái vai diễn trong cái bộ phim này. Đấy. Thành ra là cái duyên đầu tiên nó cũng ngộ ha anh. Mình không phải đi quỵ lị cái vai diễn đâu. Thì đấy, rõ ràng mọi chuyện nó đến rất là tự nhiên đúng không? Đấy giờ mọi người nghe Vân Trang kể mọi chuyện có vẻ rất là dễ dàng. Thì liệu rằng với một người như Trang mọi thứ nó đến dễ dàng như thế, nó có ảnh hưởng gì đến cái sự nỗ lực của Trang hay là cái tham vọng của Trang trong cái nghề này không? Em cũng suy nghĩ nhiều lắm anh. Nếu như mà mình cào cấu hơn tí xíu nữa thì chắc giờ mình sẽ huy hoàng hơn, chứ nó không có như vậy. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó thoáng qua với em, rồi nó cũng tan biến đi đâu mất tiêu. Một phần cũng là tại vì cái tính của mình, mình không có quá quyết liệt vì một cái thứ bộ nào đó hay sao á. Dạ nó như vậy. Nhưng mà em nếu như mà nói về một cái kỷ niệm nào đó mà nó làm cho mình
phải cố gắng thì em là có, nhưng mà nó đến từ em thôi. Anh Trương Dũng là người đạo diễn thứ hai mà em làm việc cùng. Hầu như sau này tất cả những cái phim truyền hình của em là tính ra cũng chỉ có tên một vài người đạo diễn thôi anh. Là tại vì em làm việc được với ai rồi thì mình cứ quen cái đà đó mình làm việc. Phim đầu tiên em làm việc với anh là phim thứ hai trong cuộc đời diễn xuất của em, đó là phim Bò Cặp Tím. Và một cô bé nhà quê lên mà bắt cô ấy đóng một cái vai rất cá tính, con của một gia đình rất là giàu có tài phiệt ở Sài Gòn này, thì em làm không được. Mình cũng mới chỉ học năm 2 thôi, mình không làm được anh. Em diễn nhiều cái nó rất là đơ. Và anh Dũng tới thẳng mặt em nói một cái câu: diễn như vậy mà cũng đòi làm diễn viên. Là tại vì anh Dũng không chọn em, mà là tại vì công ty đưa em vào. Công ty phim em làm phim Đam Mê đó. Trời ơi, nói giống như là một cái vết dao mà đâm cắt thấu tim em, mà em phải nhìn nhận lại bản thân của mình và em phải cố gắng như thế nào. Xong rồi sau đó thì em không hợp tác với anh một cái khoảng thời gian tầm khoảng 1 tới 2 năm. Xong rồi sau đó thì anh mới gọi điện thoại cho em, anh muốn mời em vô một cái vai nhỏ trong một cái tập phim ngắn của anh thôi. Thì em nhận lời, bởi vì em nghĩ cái người này là cái người đã cho mình một cái câu nói mà mình phải còn cố gắng hơn rất là nhiều. Mặc dù là lúc đó là em vừa phải tập bài thi tốt nghiệp ở trong trường, em vừa phải đi làm MC kiếm thêm em vừa phải quay hai cái phim, cái Gia Đình Phép Thuật và Dù Gió Có Thổi, cho nên là thời gian của em rất là em xếp nó chồng chéo lên nhau ghê lắm. Anh mời mình không từ chối được, mình nhận luôn. Xong rồi mình không đáp ứng được đúng cái giờ, thế là anh tới trước mặt mình, anh nói một lần: nếu như em nhắm, em không có đủ thời gian để đi hoàn thành cái vai diễn này cho anh, em đừng nhận, anh còn rất nhiều những diễn viên khác. Đây là một cái câu nói mà mình cảm thấy mình chưa có là gì mà mình không có được quá là tự cao, quá là, nói chung là nó làm cho em một cái khoảng thời gian mà em cũng cảm thấy em bị stress vì cái câu nói của anh. Xong rồi em cũng phải cố gắng hết sức, và sau này những cái phim liên tục của anh Trương Dũng cũng mời lại em và hợp tác với em. Em được đề cử vào giải, một cái giải thưởng, thì anh Dũng có thông cáo báo chí, anh Dũng có nói một cái câu là: khi mà giao một cái vai diễn nào đó cho Vân Trang, chính Vân Trang là cái người làm cho cái người được giao cái vai diễn đó cảm thấy rất là tự tin, cô ấy sẽ làm tốt cái vai đó. Thì thành ra đó là một cái phần thưởng đối với em mà em đã phải cố gắng rất là nhiều để em có được nó và được mọi người công nhận. Đấy, thế một thứ rất là suôn sẻ, và có lẽ là... Nhưng mà em biết rồi anh ơi, có nghĩa là em suôn sẻ về cái mặt công việc, về cái mặt gia đình, thì bù lại em sẽ phải mất một thứ. Bao nhiêu năm nay em vẫn phải mất, đó chính là chuyện tình cảm. Có nghĩa là hồi đó em đối với em là Sài Gòn nó sẽ không có nếu như mà em không có tình yêu. Em yêu điên cuồng, em yêu từ lúc em vừa mới lên Sài Gòn, không, lúc đó mới còn đi học chưa đâu. Có những cái tình yêu rất là tuổi học trò thì là có, nhưng mà sau đó là gọi là một cái tình yêu đầu đời luôn á. 3 năm thì rất là nhiều, lên bờ xuống ruộng tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu mà buông em ra mà em không có tình yêu một ngày nào, em sẽ chết héo khô một ngày đó. Anh có tưởng tượng là em sẽ đóng cửa lại, em sẽ bủng rủng tay chân, em không muốn làm bất cứ một cái thứ gì trên cái cuộc đời này nữa hết. Em yêu ghê lắm anh ơi. Tức là ít ngay hình dung ra là một cô gái trông có vẻ rất là mạnh mẽ như thế này, nãy giờ kể chuyện rất là rành mạch về cuộc đời của mình, mọi thứ gần như là rành mạch sắp đặt ra, mà hóa ra lại một con người rất là yếu đuối trong tình yêu như thế. Không ai cho ai được hết tất cả mọi thứ, trời không cho ai hết, phải lấy lại một cái thứ gì. Nhưng đó. Nhưng mà cái hạnh phúc hiện tại đối với Trang có hài lòng với nó không? Em đang rất là hài lòng. Rất là viên mãn đúng không? Dạ. Thì rõ ràng cũng là một sự sắp đặt đúng không? Dạ. Đấy, phải qua những cái đổ vỡ như trước đây để cuối cùng là nó sẽ đến một cái hạnh phúc. Chúng ta biết đến nhiều vai diễn của Vân Trang trên màn ảnh, trên sân khấu, nhưng có thể hôm nay hiếm khi quý vị được nghe Vân Trang chia sẻ về cuộc đời của mình nhiều như vậy, một cách say sưa như thế. Xin cảm ơn Vân Trang rất nhiều đến với Ký Ức Đẹp và chia sẻ những câu chuyện rất thú vị này. Và xin chúc Trang lục bình thì cứ trôi thôi. Dạ. Cứ trôi, và hy vọng là nó sẽ sớm dừng lại và nở một bông hoa thật đẹp. Em thấy là lục bình nó trôi nó vẫn nở hoa được đó anh. Thành ra là cuộc sống của mình do mình lựa chọn, mình vui vẻ và mình không làm hại ai. Như đó em, đối với em nó là đủ rồi. Cảm ơn chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn anh Minh Đức đã khơi lại cho Trang những cái ký ức, và nói đúng là rất là tươi đẹp trong cuộc đời của mình.